quê mình xứ Nghệ, một sân chơi mới dành cho bà con nông dân trên sóng truyền hình Nghệ An. Những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, những trò chơi dân gian hấp dẫn sôi động, những cuộc thi tay nghề gay cấn mà thực sự gần gũi thân thuộc với cuộc sống lao động hàng ngày. Quê mình xứ Nghệ có phần gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa xứ Nghệ. Quê mình xứ Nghệ cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới. Quê mình xứ Nghệ ở Tương Dương tái hiện bức tranh văn hóa đa sắc màu của đồng bào dân tộc Thái vùng Tây Nam xứ Nghệ qua các phần thi hấp dẫn sôi nổi của hai đội chơi đến từ Bản Phòng và Bản Chắn, xã Thạch Xám. Sẽ có trong chương trình các trò chơi thi kéo sợi, ném còn, đi cà kheo, châm bóng bay. Mời quý vị và các bạn đón xem trên NTV lúc 21 giờ ngày thứ Bảy 16 tháng 11.